Các em ơi, hôm nay là buổi làm việc cuối năm rồi đấy. Làm nốt buổi chiều ngày hôm nay thì các em được nghỉ Tết. Hôm nay chị sẽ thưởng Tết cho các em nhé. Úi dồi, hay quá. Em đợi ơn chị ạ. Tuyệt vời quá sếp ơi. Bây giờ chị sẽ đập cái con heo đất này. Chúng vào bao nhiêu tiền thì chị sẽ thưởng cho các em bấy nhiêu tiền nhá. Ok chưa? Ok chưa? Ok. Đầu tiên là em gái nhân viên tư vấn nhá. Mời em bước lên đây. Bây giờ chị đập ngay nè. Cô em gái của tôi ơi. Rồi ai cười thì bước lên tiếp nha. Con xin mời cô lao công. Tiếp theo con xin mời chú bảo vệ. Vâng, 1 triệu. Sao năm cố gắng chứ nhá. Rồi tới lượt trưởng phòng marketing lên đi em ơi. Sếp ơi, còn mỗi mình em với sếp dậy, sếp đập nốt cho em đi ạ. Ôi dồi, chú mày ơi, đưa tao cái máy thở. Rồi. Ôi dồi, thế này chết rồi em ơi. Còn mỗi em mà đúng không? Dạ vâng ạ, còn mỗi mình em thôi ạ. Còn mỗi em kế toán là để chị đập nốt nhá.